Đàn ông là thế, cả giận rồi thì mất khôn. Các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Độ Missy nhé. Anh ơi, em và người yêu cũ từng nói những câu nặng lời với nhau nhưng em muốn quay lại thì có nên không ạ? Thực ra là ai cũng có sai lầm cả em ạ. Nhưng mà anh nghĩ là phụ nữ người ta cũng có một cái suy nghĩ anh thấy là đúng. Đấy là khi mà người đàn ông đã đối xử tệ với mình trong những cái hành động hay là những cái lời nói gì thì chả có lý do gì người ta không đối thể thử xử tệ với mình lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ n cả. Anh gặp rất là nhiều bạn nữ, anh nói chuyện với rất là nhiều bạn, anh tâm sự rất nhiều về cái vấn đề chuyện tình cảm cá nhân của các bạn ấy, và trong đầu các bạn ấy luôn có một cái nỗi ám ảnh, đấy là những cái câu chuyện cũ mà người yêu mình đã mang lại cho mình, mà có diễn ra trong tương lai hay không, và có sai lầm khi cưới những người như thế hay không. Tại vì khi đang yêu thì người ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, cái việc mà quay đầu khi yêu là chuyện rất là bình thường, nhưng mà cái khi mà đã lấy nhau rồi và đã có con rồi ấy, thì cái trách nhiệm và cái gánh nặng người phụ nữ sẽ lớn hơn rất là nhiều. Cái chuyện nó là như thế các bạn ạ. Nên là có quay lại hay không thì bản thân em sẽ tự trả lời được thôi. Nhưng mà em có dám khẳng định là cái câu chuyện này nó sẽ không xảy ra lần thứ hai không? Anh chắc chắn em sẽ trả lời là không. Đéo bao giờ em ạ. Nó là bản chất của con người thì nó đéo thay đổi được. Cả giận bất khôn mà.